Trưa 15 tháng 2, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh, xác nhận bước đầu thi thể nam giới được phát hiện trôi trên sông Sài Gòn ở phường 13, quận Bình Thạnh là em Nguyễn Văn Nghĩa, 19 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định. Nghĩa là sinh viên năm nhất vào thành phố Hồ Chí Minh nhập học trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh mất tích từ ngày 12 tháng 2 đến nay. Hiện Công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang điều tra nguyên nhân cái chết của Nghĩa. Thượng tá Hà thông tin thêm, bước đầu Công an quận Bình Thạnh xác định tài sản cá nhân, giấy tờ tùy thân trên người thi thể phù hợp với em Nghĩa mất tích trước đó. Còn ba lô đồ được phát hiện gần thi thể. Cùng ngày, theo một nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, người đàn ông chở nam sinh viên năm nhất mất tích ở bến xe miền Đông đã được công an mời đến làm việc tại trụ sở công an phường 26, quận Bình Thạnh. Ông này là Nguyễn Đức Mậu, 60 tuổi, hành nghề xe ôm. Ông Mậu xác nhận ông chính là người chở Nghĩa từ bến xe miền Đông đi, sau đó Nghĩa xuống xe ở trường Đại học Hutech, đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh. Về thông tin người dân phát hiện một thi thể nam giới trôi trên sông Sài Gòn, đoạn dưới chân cầu đường sắt Bình Lợi mới, đến 10 giờ 45 phút cùng ngày. Sau khám nghiệm hiện trường, tử thi và xác minh thông tin, nhận dạng từ phía gia đình nạn nhân, cơ quan chức năng đã xác định đây là sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa. Tối 14 tháng 2, chị Hồ Thị Cẩm Nhung, 22 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định, chị họ Nghĩa cho biết qua trích xuất camera xung quanh bến xe miền Đông, công an phát hiện một người đàn ông chạy xe máy hiệu Dream, được cho là đã chở Nghĩa đi từ cổng 5 của bến xe trên quốc lộ 13, trước khi gia đình không còn liên lạc được với Nghĩa. Theo hình ảnh camera trong bến xe, chị Nhung xác định thanh niên đeo khẩu trang, mặc áo khoác đen, quần dài đen, mang dép đen và kéo vali màu đen trong video chính là Nghĩa. Như vậy, sau khi đến bến xe miền Đông, Nghĩa mới mất liên lạc với gia đình. Đoạn camera cho thấy vào lúc 4 giờ 38 phút sáng 12 tháng 2, Nghĩa xuống xe khách tại bến xe miền Đông, sau đó ra bên hông xe lấy vali gửi dưới gầm xe rồi vòng qua trước đầu xe. Tiếp đó Nghĩa kéo vali đi hướng về cổng 5 quốc lộ 13. Trước đó, chiều 11 tháng 2, Nghĩa lên xe khách Tân Hoa Châu từ Bình Định vào thành phố Hồ Chí Minh nhập học năm nhất tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh ở thành phố Thủ Đức. Đến sáng 12 tháng 2, xe đến bến xe miền Đông nhưng gia đình không liên lạc được với Nghĩa cho đến nay. Nửa cuối năm 2021, Nghĩa ở nhà học online, đến nay mới vào thành phố để học trực tiếp. Chị Nhung cho biết thêm, tôi có dặn em đến bến xe miền Đông thì gọi điện để tôi đón nhưng không thấy gọi. Tôi gọi lại và nhắn tin cho em cũng không liên lạc được. Tôi đến bến xe, tìm chỗ nhà xe và khắp nơi cũng không thấy đâu nên trình báo công an.